Vì sao Men Booster Coffee là sản phẩm tăng cường sinh lý số 1 hiện nay? Men Booster Coffee là sản phẩm sinh lý với hình thức đột phá, dạng cà phê uống liền tiện lợi. Nhờ đó, bạn có thể dễ dàng dùng hàng ngày mà không phải e ngại bất cứ điều gì. Để có được đột phá này, các chuyên gia của chúng tôi đã dành nhiều năm nghiên cứu công nghệ Natroen. Kết quả là Men Booster Coffee ra đời với công thức không thể hoàn hảo hơn. Hợp chất S7 chiết xuất từ cà phê xanh, trà xanh, nghệ, việt quất, bông cải xanh, cải xoăn, anh đào chua, thần dược sinh lý từ Cường Quốc Y học Hoa Kỳ với tác dụng chống oxy hóa, tăng tuần hoàn máu, thúc đẩy sinh lý, bồi bổ sức khỏe. Hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi cho tác dụng đại bổ nguyên khí, phục hồi sinh lý. Chiết xuất Chilazit từ trầm tích Himalaya qua hàng triệu năm kiến tạo, được người dân Tây Tạng sử dụng để loại bỏ chứng yếu sinh lý nam từ 3.000 năm qua. Kết hợp cùng hạt cà phê chính tông, chọn lọc từ mảnh đất Tây Nguyên Việt Nam. Với nỗ lực đưa đến tay người tiêu dùng sản phẩm chất lượng nhất, chúng tôi xây dựng nên quy trình sản xuất khép kín, kết hợp hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đạt chuẩn GMP. Vẫn là hương vị cà phê hòa tan thơm ngon, nhưng nay có thêm công dụng tăng cường sinh lý và sức khỏe toàn diện cho phái mạnh. Đó là lý do vì sao Men Booster Coffee được hàng triệu nam giới tin tưởng lựa chọn trên toàn thế giới. Men Booster Coffee, chất cà phê Việt cho đàn ông thứ thiệt. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.